Duy Khánh có thực sự tham gia Táo Quân 2022? Mới đây, thông tin Duy Khánh tham gia Táo Quân 2022 khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nguyên nhân bắt nguồn từ dòng trạng thái của Duy Khánh viết rằng anh rất hạnh phúc và vinh dự khi được làm việc cùng các tiền bối đã từng là tuổi thơ của biết bao thế hệ. Duy Khánh cũng hy vọng màn xuất hiện của anh tại Táo Quân năm nay sẽ nhận được nhiều sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Cùng với đó, Duy Khánh đăng ảnh chụp khi tập luyện cùng những gương mặt gắn liền với chương trình Táo Quân hàng năm như nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ Quốc Khánh, nghệ sĩ Vân Dung, nghệ sĩ Quang Thắng. Sự góp mặt của nghệ sĩ phía Nam vào Táo Quân sẽ mang lại màu sắc mới lạ, đa dạng cho chương trình. Vì thế, Duy Khánh được người hâm mộ mong chờ màn xuất hiện của anh trong Táo Quân 2022. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, những hình ảnh mà Duy Khánh chia sẻ chỉ là trong một phiên bản Táo Quân dành cho game thủ có tên Táo Liên Quân. Còn Duy Khánh có tham gia đóng Táo Quân 2022 không hiện vẫn còn là một ẩn số.